Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Và các bạn vào có hai phần nạp mua một được cộng 20% này. Và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu, bây giờ chỉ còn 450.000 này, đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng, hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một clip rất hay để cho các bạn tham khảo chơi các bạn nhé. Đấy chính là một mình theo Anat VS đối đầu với 4 vị tướng xa thủ bên kia. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn biết. Và đầu tiên các bạn hãy nhìn cái cách mình chơi đi, các bạn hãy nhìn đi. Thường theo mình nghĩ nhá, nếu các bạn có mắc cái lỗi theo Anat đi đường thì các bạn chỉ mắc cái lỗi đó chính là dùng chứa một không cổ kiểu không kiểu lắm, không đúng mục đích. Như các bạn vừa thấy cái pha vừa rồi, mình chỉ dùng chiếu 1 vào cầu rìa máu đối phương các bạn nhé. Và mình sẽ dùng chiếu đánh thương để farm đỉnh các bạn nhé. Khi các bạn đi đường, chiếu 1 theo Anat là một cái lợi thế cực kỳ khi đối đầu với tất cả các vị xạ thủ. Cho nên các bạn hãy nhớ cho mình là một điều nhấn mạnh rằng chiếu 1 chỉ dùng để đánh nhau hoặc cầu rìa vào người của nó, chứ các bạn không được dùng chiếu 1 để farm đỉnh trừ khi không có team địch ở đấy. Hãy nhớ cho mình cái điều đấy nhá. Đấy, còn cái pha này đấy, như mình vừa nói luôn, không có team địch ở đấy thì mình sẽ dùng chiêu 1 để có thể là farm thật nhanh để mình có thể quay trở về cái khu đường của mình. Xạ thủ mà, xạ thủ như bức kiến canh, được nâng, được níu, được cho ăn, được bón, được chầm, nói chung là được chấm hết tất cả mọi thứ. Các bạn làm thế nào đi chăng được, các bạn cứ farm tất cả mọi thứ đi, thậm chí các bạn farm được rừng thì các bạn cứ farm đi, miễn sao các bạn xanh nhưng phải đồng hành để gánh team. Chứ các bạn đi ăn lính mít hay đi ăn các thứ các bạn xanh mà các bạn không bắn được, không gánh được team thì các bạn sẽ ăn cái teapot vào trong đầu ấy. Đấy, cho nên hãy nhớ như một điều, khi các bạn chơi xạ thủ các bạn sẽ được dồn tay nguyên. Khi đấu chuyên nghiệp cũng như vậy, thường những cái tay nguyên người ta sẽ dồn vào xạ thủ và thằng rừng đấy. Cho nên nếu trong một trận đấu mà trong một giải đấu mà thằng rừng thằng xạ thủ không gánh được thì chắc chắn rồi bị ăn teapot đấy, hoặc là bị chửi đấy, chắc chắn đúng là như vậy. Cho nên clip này thì mình sẽ muốn nói các bạn, bất kể các bạn chơi xạ thủ nào đi chăng nữa, các bạn hãy phám tận dụng triệt đề. Chẳng hạn cái pha này mình thấy lính đít nó không ăn bùa đỏ thì mình sẽ ăn luôn cái con bùa đỏ luôn các bạn nhá. Sẽ phám tất cả mọi thứ để cho mình sánh nhất có thể, sánh nhất có thể để mình gánh tiếng các bạn nhá. Xạ thủ là một cái vị trí quan trọng với lết game, thằng rừng là rất quan trọng những giai đoạn đầu game thôi, nhưng để mà có được đầu game thì thằng theo nó có một việc phám đấy. Mình sẽ kết hợp phám, các bạn nhìn cách mình phám và mình đe cái thằng xạ thủ của nó. Tím địch của nó thì 4 xạ thủ thì chắc chắn không có sp đâu, không nói chung nếu cái lượng đá mình bị dồn vào sẽ bốc hơi ngay lập tức. Đây cái pha này bắt Violet chưa bán này. Rồi từ từ bình tĩnh chưa bán cho bạn, rồi lan lên bán đấy, ngon. Ui dồi, hẳn lâm đang mày chảy được trời ơi, làm gì có túc biến cái phá gì đâu, khổ thế cơ chứ. Đấy, không sao các bạn nhé, đấy mình vẫn cứ farm thôi, mục đích của mình là farm. Đấy mà thì ăn được căng tốt, không ăn được cái thốt đấy thì ở chung team mình có 4 xạ thủ ấy chắc chắn rồi. Khi đối đầu với 4 xạ thủ này theo Anat thì mình đoán chắc nếu ngang đâu thì mình cảm giác không sợ thằng nào cả, chỉ sợ mồi bị ăn chó nó la vi và bị dồn thôi. Còn để solo với những vị tướng còn lại thì mình nghĩ để mà nói là theo Anat để mà dồn đám thì nó không thua thằng nào luôn, thậm chí thằng gió cũng chẳng ngại đâu. Cái pha này mình vừa nãy chỗ chọi nha, lao lên tiếp tục bán rồi lùi về. Cái pha này hai xạ thủ nó sấy đấy, rồi lùi về một chút đấy. Đầu game hai xạ thủ nó sấy đám rất là to, cho nên mình sẽ không bao giờ vội vàng nhé. Đấy, cái pha vừa rồi các bạn thấy mình xử lý rất là bình tĩnh, bởi mình biết được rằng lá lên bắn không thể bắn được, bởi vì là hai thằng gió nó sấy rất là đau và thằng la ví là thì một đá mà mình ở đầu game không bao giờ ăn được hai xạ thủ này, trừ khi mình sẽ có cúng ta má. Và một cái điểm mấu chốt khi các bạn chơi xạ thủ các bạn nhé, đầu game mình không nói, những giữa game bắt buộc các bạn sẽ phải lựa chọn một build có gì. Thế các bạn nghĩ là có gì ạ? Phải có hút máu các bạn nhé. Hút máu là một build rất quan trọng, gọi là tối ưu, gọi là một build chấn phái của xạ thủ bắt buộc giữa game phải có. Hãy nhớ cho mình cái điều đấy nè, bắt buộc giữa game các bạn phải có. Tại vì sao hút máu lại quan trọng với xạ thủ như vậy? Bởi cho mình cân bùa đỏ đi cơ, rừng biết các thứ đi farm mặt
Ôi, mình chửi các bạn khổ thế cơ chứ. Đấy, xả thủ như bốc tiến canh, nhưng mà thằng Limit cũng xả thủ anh em ạ. Thôi, như cái mình cảnh tiếp. Game này mình không cảnh tiếp, report cho mình đi. Đấy, thằng Thương các bạn nhá. Đấy, mình sẽ phải làm gương, mình phải làm gương. Đấy, không gánh được nè. Trời ơi, nó chửi mình như kiểu là tím địch nó chửi, không như chửi ác như vậy đâu các bạn ạ. Đấy, khổ thế cơ chứ. Không win game này, không cảnh tiếp. Win mà cương lao không cảnh tiếp. Thì report mình, đấy mình nhầm một tí mà chửi thật các bạn, khổ thế cơ chứ. Còn chờ ăn đi. Khổ thế, mình là về ăn một bữa sánh này dư. Đấy. Rồi các bạn nhá, đấy là những cái điểm mấu chốt ở cái bản chất xạ thủ nói chung. Và theo ăn nát thì mình khuyến các bạn, khi các bạn muốn vào trong combat tổng thì các bạn hãy còn theo nó các bạn sờ gì? Theo các bạn là theo nó sờ gì ạ? Nó không sờ những vị tướng như Nagavok hay các thứ, hoặc là những vị tướng áp sát đâu. Nó sờ duy nhất đó chính là biến choáng. Sở duy nhất của theo nát là biến choáng, bởi vì khi theo nát của Kumtama thôi thì nó không bao giờ sở bất kể cái vị tướng sát thủ nào nếu nó gây đam vào nó, bởi vì nó có thể bắn hô được máu, nhưng nó chỉ sở duy nhất đó là bị choáng. Đấy, thường là ví dụ Nakaroth mà bay vào choáng là theo nát thì theo nát sẽ chết, nhưng nếu Nakaroth mà không choáng được theo nát ấy thì cũng là chào bắt cảnh rồi, xong rồi cái phá này máy thằng KDC cũng dồn đam chứ. Đấy, cho nên nếu muốn cắn một trận đấu này, muốn cấn được 3, cấn 4 xạ thủ ấy, thì bắt buộc mình sẽ phải bị né choáng và bắt buộc có cúng tam á. Thì tí nữa mình sẽ cố gắng phát thật nhanh để các bạn thấy được thằng theo ăn hát nó có cúng tam á nó bá đạo như nào, nó cực kỳ bá đạo luôn. Đấy, và hầu như cái cúng tam á này thì nó là một bureau trần phái, một bureau không thể thiếu rồi. Từ cái DC thôi, ra ăn toán á, phá này mình định ra cổ rìa đấy, nhưng mình sẽ biến toán mà kết hợp chiêu 3 này, coi như là mình lổ màu hơn, nên cái phá này mình không ra các bạn ạ. Đấy, cái nhìn cũng khoái đấy, nhìn thích lắm đấy. Rồi, đây, từ phám thôi, phám thôi anh em ạ. Đấy, tập trung phám thôi. Cố gắng lên được cái cung tam má phát anh em. Đấy, mình lên cung tam má là mình xúc. Rồi, mình xuống được dưới phát. Đấy, cái đầu game các bạn cứ tập trung phá như mình. Nói chung xả thủ các bạn không cần phải chế đầu game nhiều đâu. Đầu game các bạn tập trung cắm cùi, cân cùi, bù siêng nắng thôi. Phám thật nhiều khi các bạn có cái lượng vàng ổn định. Rồi, thằng này hết choáng thì mình lao ra các bạn đấy. Hết choáng lao ra thôi, đấy, không có vấn đề gì hết. Đấy, mình vừa tiên là hết choáng là mình sẽ lao ra, mình xúc vào luôn. Đấy, cho nên xả thủ thì mình chỉ nghĩ là các bạn chơi ở giữa và lead game, cho nên tất cả các bạn hãy cân nhắc mình. Đấy, lại có hàng tiếp các bạn ơi, thích các bạn đi luôn. À, sao làm gì, làm sao tiếp cận được, rồi lại bắn. Đấy, chiếu 2 làm chậm đấy, từ lui một chút. Đấy, sao mình muốn bắn chiếu 3 các bạn ạ. Đấy, đủ đám đám rất là to các bạn, mới có 2 build đồ thôi. Đấy thì build đấy mới có, nói chung là các bạn có thể lên cho mình đồ trong cái clip là build đồ thì mình nghĩ là rất mạnh ở tất cả loại xả thủ luôn, không chỉ riêng Anat mà tất cả các vị xả thủ nó rất là mạnh. Rồi, hy vọng sẽ khi lên cung ta mái mình sẽ cân 3, cân 4 các bạn sẽ. Chỉ cần nẻ choáng KDC nhá, hoặc nẻ cái choáng của thằng La Vi ở tâm xá là mình cân được 3 thằng luôn. John này, Violet này, KDC này, rồi La Vi này, thậm chí cả cái thằng Emily của nó luôn, Omila, là Salaka luôn các bạn, cân hết tất cả mọi thứ luôn các bạn nhé. Đấy, như các bạn thấy ở phút thứ 7, phút thứ 8 rồi, mình hiện tại chưa có hút máu nhiều, nên đây là một điểm yếu của xạ thủ các bạn nhé. Đấy, mình bây giờ sẽ đi farm để cho hồi máu. Đấy, cái hút máu rất quan trọng để sao thủ dừa game đấy. Đấy, khi tất cả các bạn thất máu, các bạn không cần phải BV, mà các bạn sẽ đi farm những con quái này, các bạn sẽ hồi phục nguyên máu và chúng ta sẽ còn được giao tranh tiếp các bạn nhé. Đấy là cái mấu chốt mà mình muốn nói các bạn. Bất kể các bạn chơi xạ thủ, chơi gión hay là chơi con gì đi chăng nữa, thì cái việc hút máu nó rất quan trọng để xạ thủ. Rồi, còn cách combat thì bất kể xạ thủ nào như vậy nó cũng rất là sửa toán. Cho nên cái quan trọng nhất đó chính là các bạn phải né được, phải xem tím địch của thằng nào choáng. Chẳng hạn trận đấu này của Emily mà tiếp cận mình thì mình sẽ bị ăn choáng. Cho nên cái việc mình sẽ đứng xa Emily là điều tất yếu. Còn thằng KDC nó cái tâm choáng xa, cho nên mình sẽ phải chờ KDC hết choáng mới được bắn. Thì để cái việc rất là tuyệt vời. Còn La Vi thì mình sẽ né nó theo diện rộng. Rồi cái pha này mình lá bắn này, Emily này. Rồi lá này bắn, làm gì? Đấy. Rồi có nào mình cầu cũng tâm ai nhá. Rồi cái pha này KDC rồi, mình thấy hình như nó hết toán rồi. Tốc biến lên luôn từ từ. Đây cái pha này lá này bắn từ từ bình tĩnh, tốc biến này. Đây, này toán rất đẹp. Đấy bật cũng tâm ai bạn, thậm chí mình cân nắm luôn xạ thủ. Rồi thằng La Vi dưới đây này các bạn này, mình cân bài nhá. La Vi thì mình các bạn đếm có bao nhiêu bản nhá. Thử đếm bao nhiêu bản này, từ từ mà. La Vi đâu rồi? Ôi giời, ở chiều 2 rồi bắn 1 2 3. 3 bản rưỡi các bạn nhá. 3 phát bản rưỡi. Thì ra đi một em. Rồi bây giờ mình sẽ chờ thằng Emily ra để ăn cái mega kill nào. Emily ra, không biết còn ra mít hay không. Mình sẽ nấp ở đây, chờ bắn chậm thằng Emily phát cái khoản chứ một là nó không vào được thằng theo anh luôn. Đó rồi, à đây Emily được đây rồi. Đấy rồi, đây bắn rồi, lá lên bắn. Rồi, ôi từ rồi, đây. Tao coi mới chạy đâu, chiều 2, đấy, chạy đâu. Đấy các bạn, nhưng không được mega kill, khổ lắm. Rồi, 1, 2, 3, 4 bắn rưỡi các bạn ạ.
một pì tường phun máu bắn 4 cái. Thì thực sự là mình sánh, chắc chắn là sánh thôi. Nhưng mà làm thế nào để sánh được clip này? Như các bạn thấy clip này mình lấy hầu như lấy hết tay mình và team mình thôi. Đấy, cho nên cái việc gánh team rất là easy đấy. Game này thua hoặc thắng mà không phải do mình thì các bạn thấy default mình đơn giản như vậy thôi. Cho nên khi các bạn chơi bất kỳ vị tướng rừng hay xạ thủ, khi các bạn đã ăn tay nguyên, gọi là ăn những cái con lính của đồng đội rồi. Đấy, thực sự trong các giải đấu nhá, đây là cho phép, gọi là trong các giải đấu chuyên nghiệp là được phép đấy các bạn ạ. Nhưng trong đấu ranh đơn thì kiểu là nó vẫn gọi là chưa được phép, cho nên là mình hy vọng các bạn có thể là thay đổi cái định kiến. Thực sự là cùng đúng. Ví dụ mình mà đi mid mà gặp thằng xạ thủ nó ăn như vậy mình thấy, bởi vì mình không tin tưởng. Nếu các bạn gặp cương lao như nào ạ thì đương nhiên nó sẽ nhường thôi, đúng không các bạn? Nhưng mà ví dụ như xạ thủ nó đánh kiểu rơm rơm, kiểu là không cảnh được tím mà ăn như vậy á thì xứng đáng ăn cái default nha các bạn nhá. Đấy, các bạn hãy nhớ cái cách các bạn tự tin gánh team thì hãy ăn, còn không thì bạn nhường cho mid đi để mid ăn cho xanh, hoặc các bạn phá một đường xanh thôi. Đấy, còn các bạn tự tin bản thân các bạn gánh được team thì các bạn hãy nhắn tin lên mình bét xạ thủ, mình cần được nhân tay nguyên. Đấy, các bạn cứ ăn đi, mà thua thì các bạn sẽ phải ăn default. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đấy, đánh đổi các bạn là cái này gọi là cái đánh đổi. Đấy, các bạn hay thì được khen, mà các bạn đánh dở thì sẽ chắc chắn sẽ bị chế thôi. Đấy là cái mà chắc chắn các bạn phải nhận lấy rồi. Rồi, ok, mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và xin chào và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, và các bạn đừng quên hãy comment dưới phần comment bình luận các bạn nhé. Tất cả các bạn hãy mài, yêu bye bye. What's up?